rễ quý trời cho. Chương 548, Lâm Thanh Diễn, tôi nói được thì làm được, cậu thật sự cho rằng loại thủ đoạn này có thể lừa gạt tôi à? Nói cho cậu biết, tôi đã trải qua sóng gió, ăn cơm còn nhiều hơn cả cậu, cậu thật sự cho rằng tôi sẽ không cho người đến kiểm tra số dư ở trong tấm thẻ này của cậu? Tô Thành Hải vẫn còn không tin trong tấm thẻ mày của Lâm Thanh Diễn có 300.000 tỷ, ông ta cho rằng Lâm Thanh Diễn cũng chỉ là đang lừa gạt ông ta mà thôi. Trên mặt của Lâm Thanh Diễn mang theo một nụ cười bình tĩnh, nhún vai một cái rồi nói, xin cứ tự nhiên. Tô Thành Hải nhìn thấy Lâm Thanh Diễn tự tin như vậy, trong lòng rủa thầm một trận, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói, phô trương thanh thế thôi, tra thì cứ tra, sau khi đối chiếu sổ sách xong, cậu còn có mặt mũi nào ngồi ở chỗ này nữa hay không? Nói xong, Tô Thành Hải liền lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại, cho ở bên gia tộc phái một kế toán có tư cách kiểm tra đến. Sau một tiếng đồng hồ, Tô Thành Hải trợn mắt há hốc mồm nhìn kết quả của kế toán biểu hiện ra cho ông ta, thật lâu sau cũng không nói thành lời. Trên mặt của Lâm Thanh Diễn thì đầy vẻ giễu cợt nhìn Tô Thành Hải, anh đã sớm đoán được vị gia chủ nhà họ Tô này sẽ có phản ứng như thế nào. Thế nào, bây giờ có thể tin tôi chưa? Lâm Thanh Diễn hỏi. Tô Thành Hải nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diễn, cả khuôn mặt đều là biểu cảm không thể tưởng tượng được, một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi một câu, cậu thật sự bán sạch gia sản của nhà họ Lâm cậu à? Lâm Thanh Diễn cười, lên tiếng nói, cũng chỉ có 300.000 tỷ mà thôi, cũng không đủ để tôi xem đó là tài sản. Tô Thành Hải hít sâu một hơi, không ngờ đến Lâm Thanh Diễn lại tùy tiện như thế, những lời này nói ra từ trong miệng của anh, giống như là 300.000 tỷ cũng không được coi như là tiền vậy. Mặc dù đối với nhà họ Tô mà nói, kiếm được 300.000 tỷ cũng không xem như là khó khăn, là một gia tộc hàng đầu trên thế giới, 300.000 tỷ cũng chỉ được xem như là một con số nhỏ. Ông ta kinh ngạc chính là Lâm Thanh Diễn lại có thể nhẹ nhàng lấy ra 300.000 tỷ như thế, cái này đối với nhà họ Lâm ở Kinh Đô mà nói, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cậu đừng cho là tôi không hiểu rõ chuyện trong nhà họ Lâm của cậu, dựa vào tình hình của nhà cậu, căn bản cũng không thể nào lấy ra nhiều tiền như vậy. Tô Thành Hải mở miệng nói, Lâm Thanh Diễn cười nói, ông đã điều tra ra được nội tình của nhà họ Lâm, cũng chỉ là thứ tôi muốn để cho ông điều tra ra được mà thôi, chẳng lẽ ông thật sự cho rằng ông đã điều tra ra được rõ ràng chi tiết chuyện của tôi à? Nhà họ Tô ông che giấu thực lực, chẳng lẽ nhà họ Lâm của tôi lại không biết? Nói thật cho ông biết, tôi không chỉ bỏ ra 300.000 tỷ này, tôi còn có thể kết hợp với tất cả các nguồn tài nguyên của thành phố T để đối phó với nhà họ Tô của ông. Nếu như ông không đồng ý để tôi mang Bích Hoài đi, vậy thì tiếp theo đây, nhà họ Tô của các ông sẽ phải đối mặt với thời kỳ vô cùng khó khăn. Lâm Thanh Diễn tôi nói được thì làm được, chắc chắn không nuốt lời. Tô Thành Hải cảm nhận được khí thế ở trên người của Lâm Thanh Diễn, cảm giác đối phương không phải như là đang nói đùa. Hơn nữa trong những gì mà ông ta điều tra ra được, Lâm Thanh Diễn đúng là có nhân mạch ở thành phố T, nhưng mà tốt xấu gì thì ông ta cũng là gia chủ của nhà họ Tô, đương nhiên không thể nào bởi vì mấy câu nói này của Lâm Thanh Diễn, cộng thêm một cái thẻ 300.000 tỷ thì sợ hãi, tình hình chẳng qua là phức tạp hơn một chút so với ông ta suy nghĩ mà thôi. Hừ, đừng cho rằng nhà họ Tô của tôi dễ ức hiếp, tôi chắc chắn sẽ không giao Tiểu Nhu cho cậu đâu, nếu như cậu muốn đối nghịch với nhà họ Tô của tôi đến cùng, vậy thì người chịu thiệt thòi chỉ có cậu mà thôi. Tô Thành Hải hừ lạnh một tiếng, đứng dậy từ chỗ ngồi. Tôi không quan tâm ông nghĩ như thế nào, bây giờ tôi muốn gặp Bích Hoài, tôi trở về cùng với ông, xem Bích Hoài ở chỗ của ông có phải đã chịu ức gì không. Lâm Thanh Diễn mở miệng nói, cậu nằm mơ đi. Tô Thành Hải hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay người đi ra bên ngoài. Lâm Thanh Diễn thấy thế, trực tiếp đi theo, hai người bọn họ cùng nhau đi ra bên ngoài. Tô Thành Hải đi đến phía trước chiếc Rolls Royce của mình, lập tức có người đi đến mở cửa cho ông ta. Lâm Thanh Diễn đi tới, muốn bước lên xe cùng với Tô Thành Hải. Tô Thành Hải nhanh chóng ngồi vào trong xe, đóng cửa lại, ra lệnh cho tài xế lái xe nhanh lên. Lâm Thanh Diễn không thể đuổi theo kịp. Chiếc xe có giá trị gần 30 tỷ này, hệ số an ninh vẫn rất cao, nhưng mà Lâm Thanh Diễn cũng không từ bỏ. Anh đảo mắt, sau đó đi đến ven đường, biệt thự nhà họ Tô. Chiếc Rolls Royce Phantom dừng lại, Tô Thành Hải bước xuống từ trong xe, còn lẩm bẩm một câu, cái thằng nhóc kia, lại còn muốn trở về cùng với chúng ta, quả là nằm mơ mà. Lời nói này của ông ta vừa mới dứt, liền nhìn thấy một bóng dáng đang chạy vội vào trong biệt thự,
tập trung nhìn kỹ lại, chính là Lâm Thanh Diện. Nhà họ Tô ở thành phố T chính là danh môn vọng tộc, vị trí biệt thự của nhà họ Tô cũng không phải là bí mật gì, Lâm Thanh Diện chỉ cần hỏi thăm một chút, sau đó bắt xe liền chạy tới nơi này. Sắc mặt của Tô Thành Hải thay đổi, đuổi theo sát, trong miệng gọi to, người đâu, ngăn cản cậu ta lại cho tôi, cũng dám lén vào trong biệt thự nhà họ Tô của tôi, quả thật là muốn chết mà. Tô Thành Hải nói xong, bốn phía của biệt thự lập tức lao ra mấy chục bóng dáng, nhanh chóng bao vây Lâm Thanh Diện lại. Sắc mặt của Tô Thành Hải tái xanh, không ngờ đến Lâm Thanh Diện này lại lớn gan như vậy, cũng dám lén lút xông vào biệt thự nhà họ Tô của ông ta. Nhưng mà như thế này cũng tốt, là do Lâm Thanh Diện đã lén xông vào, cho dù mấy người vệ sĩ mà ông ta đã bồi dưỡng có đánh chết Lâm Thanh Diện thì Lâm Thanh Diện cũng không còn chỗ để nói lý lẽ. Đây chính là một cơ hội tốt để loại trừ Lâm Thanh Diện. Nghĩ như vậy, trong mắt của Tô Thành Hải hiện lên vẻ độc ác, sau đó ném một ánh mắt cho mấy người vệ sĩ đó. Những người vệ sĩ đó hiểu ý, đồng loạt rút ra một con dao nhỏ từ trong túi của mình. Là do cậu tự mình tìm đường chết, không thể oán trách tôi được. Cậu đã dám xông vào biệt thự nhà họ Tô của tôi. Vệ sĩ của tôi là vì bảo vệ người nhà họ Tô tôi, vô ý đánh chết người. Cậu cũng đừng cảm thấy mình oan ức. Tô Thành Hải nói một câu với Lâm Thanh Diện, ông ta thấy mười mấy tên vệ sĩ đối phó với một mình Lâm Thanh Diện, chắc có lẽ là dư sức, cho nên trong lòng của ông ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm, chờ đợi nhìn trò hay. Nhưng mà ông ta còn chưa đắc ý được 3 giây liền bị thân thủ của Lâm Thanh Diện làm cho kinh ngạc, chỉ nhìn thấy mấy người vệ sĩ kia giống như là người gỗ, động tác chậm chạp ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, chiêu thức có trăm ngàn chỗ hở, bị Lâm Thanh Diện đánh bại một đám lớn một cách thuần thục. Trôi qua không bao lâu, những tên vệ sĩ của nhà họ Tô đều bị đánh ngã trên mặt đất, không có một người nào có thể tiếp tục ra chiêu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện quay đầu lại cười cười với Tô Thành Hải, sau đó liền quay người đi vào trong biệt thự. Hôm nay anh nhất định phải nhìn thấy Hứa Bích Hoài, hôm nay nói chuyện cùng với Tô Thành Hải làm Lâm Thanh Diện cảm thấy gia chủ của nhà họ Tô rất không đáng tin cậy. Anh căn bản cũng không yên lòng để cho Hứa Bích Hoài ở lại nhà họ Tô. Nếu như có thể mang Hứa Bích Hoài đi, anh tuyệt đối sẽ không do dự. Cậu đứng lại đó cho tôi, Tiểu Nhu là con gái của tôi không thể nào giao nói cho cậu được. Huống hồ gì nó căn bản cũng không biết cậu là ai, cho dù cậu có gặp được nó thì cũng vô dụng thôi. Tô Thành Hải vừa la vừa chạy theo đi vào. Sau khi Lâm Thanh Diện bước vào biệt thự thì lập tức tìm kiếm bóng dáng của Hứa Bích Hoài. Lầu 1 không nhìn thấy, anh liền đi lên lầu 2. Lúc này, Hổ Phách mới vừa bước ra từ trong phòng của Hứa Bích Hoài, trên tay còn cầm bát canh sâm Hứa Bích Hoài vừa mới uống xong, gương mặt hớn hở. Sau khi cô ta giải thích với Hứa Bích Hoài về việc cô ta đã bị đánh thảm hại như thế nào, Hứa Bích Hoài đã đền bù cho Hổ Phách rất nhiều, và hứa với Hổ Phách lần sau sẽ đưa cô ta đến Tam Á nghỉ mát. Cô ta bởi vì đền bù của Hứa Bích Hoài, cũng không cảm thấy đau đớn bởi dấu bàn tay ở trên mặt, trong lòng còn ngâm nga khúc hát. Nhưng mà cô ta vừa mới bước ra ngoài cửa liền nhìn thấy người đàn ông không hề nể tình chút nào tát mạnh một bạt tay lên trên mặt của cô ta, dọa đến nỗi lập tức cứng đờ. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn sang, nhìn thấy đây chính là Hổ Phách đã từng bị anh đánh, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Hổ Phách nhìn thấy nụ cười lạnh này, tay run rẩy, cái bát ở trong tay lập tức rơi xuống đất, vỡ tan. Rễ quý trời cho, chương 549, để nhà họ Tô biến mất khỏi thế giới này. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Đây chính là biệt thự của nhà họ Tô, ai cho phép anh vào đây? Giọng nói của Hổ Phách có chút run rẩy. Lúc đầu, cô ta cho rằng Tô Thành Hải đích thân ra mặt dạy dỗ Lâm Thanh Diện, chắc chắn là Lâm Thanh Diện sẽ khó mà trốn thoát được. Ai ngờ đến cái thằng nhóc này bây giờ lại xuất hiện ở trong biệt thự nhà họ Tô, cái này quả thật cả gan làm loạn mà. Cô chủ của các người đang ở đâu? Lâm Thanh Diện nói. Hổ Phách lùi về phía sau 2 bước, đối với người đàn ông đánh cô ta không hề do dự một chút nào. Trong lòng của cô ta vẫn cảm thấy e ngại sâu sắc. Hổ Phách, xảy ra chuyện gì? Ở trong phòng truyền đến giọng nói dịu dàng của Hứa Bích Hoài. Cô nghe thấy ở bên ngoài có âm thanh bát bị rơi, cho nên mới đi ra xem có chuyện gì xảy ra. Hổ Phách nhanh chóng xoay người lại nhìn về phía Hứa Bích Hoài ở sau lưng, gào khóc nói, cô chủ, cái người đánh tôi lại xông vào trong nhà của chúng ta rồi này, thật sự rất đáng sợ. Cô nhanh đi vào đi, cẩn thận bị cái tên này làm cho bị thương. Hứa Bích Hoài lập tức nhíu mày nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hoài đi ra,
khí thế ở trên người cũng lập tức biến mất không còn bóng dáng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Bích Hoài, em sống ở đây có tốt không? Bọn họ có gây khó dễ cho em không? Lâm Thanh Diện có chút căng thẳng mở miệng hỏi. Lúc này, Hứa Bích Hoài đã tin tưởng Hổ Phách, cảm thấy Lâm Thanh Diện chính là một người ghê tởm, không biết tốt xấu gì liền đánh người. Hổ Phách rõ ràng có lòng tốt đi giúp đỡ anh lại ra tay đánh Hổ Phách thành cái dạng này, quả thật khiến cho người ta không hài lòng được mà. Cộng thêm trước đó Tô Thành Hải đã nói với cô Lâm Thanh Diện là tên lừa gạt, cho nên bây giờ cô đã hoàn toàn cho rằng Lâm Thanh Diện tìm đến cô là không có ý gì tốt. Cô đưa tay che chắn Hổ Phách ở sau lưng của mình, sau đó trên mặt tràn đầy tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, lên tiếng nói, con người của anh làm sao vậy chứ, tôi với anh không thù không hận, tại sao anh lại phải tìm tới chúng tôi để gây phiền phức, Hổ Phách đã bị anh đánh thành cái dạng này rồi, bây giờ anh còn chạy đến trong nhà của tôi nữa, chẳng lẽ là anh còn muốn hành hung người trong nhà hả? Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Hứa Bích Hoài, lập tức sững sờ, anh vội vàng giải thích, anh cũng không phải là đến đây để tìm em gây phiền phức. Bích Hoài, anh là Lâm Thanh Diện đây, em là vợ của anh tới đây là để đón em về nhà. Hứa Bích Hoài nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, hừ một tiếng, anh đừng có mơ mà gạt được tôi đã sớm biết anh là tên lừa đảo rồi, tôi là Tô Tâm Nhu, không phải là Bích Hoài mà anh nói, hơn nữa anh chủ động ra tay đánh Hổ Phách, chuyện này đã không đúng, bây giờ anh còn đến đây, quả thật sai càng thêm sai. Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh lại. Bích Hoài, anh ra tay với cô ta là bởi vì cô ta nói năng thô lỗ, hơn nữa còn dẫn theo người đến tìm anh gây phiền phức. Em là người hiểu rõ tính cách của anh nhất. Nếu như không phải người giúp việc này của em khinh người quá đáng, sao anh có thể ra tay với cô ta được? Lâm Thanh Diện giải thích, anh nói bậy, tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ anh, ai biết được anh lại độc ác như thế. Không chỉ ra tay đánh tôi mà còn nói rất nhiều lời nói dơ bẩn với cô chủ của tôi. Bây giờ anh lại chạy đến đây để bẻ cong sự thật. Anh thật sự cho rằng cô chủ của chúng tôi là một người dễ lừa gạt như vậy à? Hổ Phách trừng mắt, tràn đầy bi phẫn mà nói. Hứa Bích Hoài đưa tay bắt lấy cánh tay của Hổ Phách, an ủi nói. Hổ Phách, tôi biết là trong lòng của cô oan ức. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không tin tưởng cái tên lừa đảo này đâu. Nói xong, cô nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trên mặt tràn đầy chất vấn, anh thật sự muốn tôi báo cảnh sát thì mới bằng lòng bỏ qua à? Lâm Thanh Diện nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hứa Bích Hoài, anh lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng của anh đoán là chắc chắn là con nhỏ giúp việc Hổ Phách này đã bẻ cong sự thật ở trước mặt của Hứa Bích Hoài. Hơn nữa bởi vì định kiến của Hứa Bích Hoài đối với anh, chỉ sợ là cũng sẽ tin tưởng Hổ Phách. Bây giờ cho dù anh có nói có gì đi nữa, có lẽ là Hứa Bích Hoài cũng sẽ cho rằng anh đang tìm kiếm lý do. Hứa Bích Hoài trước mắt đang mất trí nhớ, căn bản cũng không biết trong quá khứ bọn họ đã xảy ra chuyện gì, bây giờ cô chỉ cảm thấy mình là cô cả của nhà họ Tô, chỉ một điểm này, Lâm Thanh Diện đã mất đi tất cả các ưu thế. Lúc này, Tô Thành Hải cũng đã đuổi tới, sau khi ông ta đi vào thì câu nói đầu tiên chính là, Tiểu Nhu, tuyệt đối không thể tin tưởng bất cứ lời nói nào của thằng nhóc này, cậu ta đã làm vệ sĩ trong nhà của chúng ta bị thương, có âm mưu với con. Lời của cậu ta nói cũng là vì lừa gạt con ra ngoài mà thôi. Hứa Bích Hoài nhìn thấy trên mặt của Tô Thành Hải đều là vẻ sốt ruột, nghiêm túc gật nhẹ đầu với ông ta, nói, ba yên tâm đi, con đã biết bộ mặt thật của người này rồi, con sẽ không tin tưởng anh ta đâu. Tô Thành Hải có chút bất ngờ, nhưng khi nghe thấy lời nói này của Hứa Bích Hoài thì cũng đã yên lòng. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hứa Bích Hoài, thật sự muốn để cho cô biết rằng cô đã bị những người ở bên cạnh lừa gạt rồi. Nhưng mà anh cũng biết rõ đối với Hứa Bích Hoài đang mất trí nhớ mà nói, chuyện này khá là khó khăn. Trong lòng của anh sinh ra một cảm giác bất lực, thậm chí anh còn có suy nghĩ trực tiếp giành lấy Hứa Bích Hoài mang cô trở về Hồng Thành, tìm từ tài để khôi phục lại trí nhớ cho cô. Nhưng mà trong lòng của anh cũng hiểu rất rõ ràng, làm như vậy thì cũng chỉ khiến cho trong lòng của Hứa Bích Hoài kháng cự anh sâu sắc. Đến lúc đó nếu như chuyện này dẫn đến việc khôi phục ký ức của Hứa Bích Hoài xảy ra vấn đề, vậy thì anh hối hận cũng không kịp. Thằng nhóc này, cậu đừng tưởng rằng cậu biết đánh nhau thì người nhà họ Tô của tôi sẽ sợ cậu. Nếu như cậu thật sự muốn tiếp tục chuyện này, cũng chỉ có tệ hơn mà thôi. Trên mặt của Tô Thành Hải đầy vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện. Những người cao thủ kia của nhà họ Tô hôm nay đều không có ở đây. Ông ta căn bản cũng không nghĩ đến Lâm Thanh Diện sẽ trực tiếp xông vào trong nhà của ông ta. Nếu như mấy tên vệ sĩ thân cận của ông ta tới đây,
bây giờ ông ta cũng sẽ không căng thẳng như vậy. Ba, chúng ta báo cảnh sát đi, để kẻ phạm tội này phải bước ra công lý, Hứa Bích Hoài nói ngay thẳng. Tô Thành Hải bất đắc dĩ cười cười, Lâm Thanh Diện có thể nhẹ nhàng lấy ra 300.000 tỷ, cái này đã chứng minh báo cảnh sát đối với anh mà nói cũng không có tác dụng gì, nhưng mà để Tô Thành Hải không ngờ tới, sau khi Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Hứa Bích Hoài thì anh lại nói, không cần đâu, tôi đi ngay đây. Nói xong, ánh mắt của Lâm Thanh Diện phức tạp nhìn Hứa Bích Hoài một chút, sau đó quay người lại đi xuống dưới lầu. Tô Thành Hải hơi kinh ngạc, nhưng mà ông ta vẫn không buông lỏng cảnh giác. Sau khi cẩn thận căn dặn Hứa Bích Hoài và Hổ Phách ở lại trên lầu, ông ta bước xuống lầu cùng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đi thẳng ra khỏi biệt thự, trong đầu tự hỏi mình phải làm như thế nào mới có thể làm cho Hứa Bích Hoài khôi phục lại trí nhớ. Chỉ có Hứa Bích Hoài khôi phục trí nhớ thì mới không tiếp tục bị những người nhà họ Tô lừa gạt nữa. Tô Thành Hải đi theo Lâm Thanh Diện đi ra bên ngoài biệt thự, nhìn thấy Lâm Thanh Diện thật sự muốn rời khỏi. Trong lòng của ông đã biết rõ anh là bởi vì thái độ của Hứa Bích Hoài cho nên mới có chút bất lực. Ông ta cười lạnh một tiếng, mở miệng nói với Lâm Thanh Diện, thằng nhóc, từ bỏ đi, Tiểu Nhu đã sớm không biết cậu là ai rồi, cậu tốt nhất vẫn đừng nên đến làm phiền cuộc sống hiện tại của con bé. Lâm Thanh Diện dừng lại, quay đầu nhìn Tô Thành Hải một chút, lạnh lùng nói, khoảng thời gian này, trước tiên cứ để Bích Hoài ở lại chỗ của ông, nếu như ông dám làm gì với cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông, sớm muộn gì tôi cũng sẽ mang Bích Hoài đi, nếu như ông nhất định phải ngăn cản, tôi cũng không ngại để cho nhà họ Tô của ông biến mất khỏi thế giới này đâu. Rễ quý trời cho, chương 550, hiểu lầm, căn hộ thuê chung, Lâm Thanh Diện đi đến cửa, lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào trong nhà. Hôm nay thái độ của Hứa Bích Hoài đối với anh vẫn làm cho trong lòng của anh cảm thấy rất khó chịu, nghĩ đến người vợ chung chăn chung gối với mình, đột nhiên lại xem mình như là một người xa lạ, thậm chí còn cảm thấy mình lừa gạt cô, muốn báo cảnh sát bắt mình đi, cho dù đổi lại là ai, chỉ sợ cũng khó mà chấp nhận được. Loại tình huống này, Lâm Thanh Diện căn bản không thể nào trực tiếp mang Hứa Bích Hoài đi khỏi được, ít nhất là trước tiên anh phải giải quyết nhà họ Tô xong. Chỉ có như vậy thì anh mới có thể có cơ hội tiếp xúc với Hứa Bích Hoài nhiều hơn. Hơn nữa giải quyết nhà họ Tô, cũng có thể để cho Tô Thành Hải nói ra những chuyện đã giấu giếm Hứa Bích Hoài. Chuyện này không thể làm vội được. Ở thành phố T không phải là địa bàn của Lâm Thanh Diện. Anh còn phải mượn lực lượng của Thư Hân để đối phó với nhà họ Tô. Cho nên anh cần phải thương lượng chuyện này với Thư Hân. Nguyên nhân chính là như vậy. Lâm Thanh Diện đã quyết định dọn ra khỏi chung cư thuê chung, đi đến ở trong công ty của Thư Hân, như thế này thì cũng có thể tiến hành giao lưu với Thư Hân hơn, mặc dù là Thư Hân có vẻ có chút suy nghĩ không tốt với vị thiếu chủ quan lĩnh, hơn nữa vưu vật hấp dẫn người khác, đa số đàn ông đều không thể ngăn cản nổi, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ Lâm Thanh Diện cũng không còn cách nào khác, anh đi đến trường đại học Phú Đáng cũng là vì tìm Hứa Bích Hoài, bây giờ đã xác định được Hứa Bích Hoài ở nhà họ Tô. Anh cũng không cần thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian ở trường đại học Phú Đáng nữa. Về phần tiết học công khai của anh, nó thuộc về phương diện muốn dạy thì dạy. Đến lúc đó nếu như có thời gian, có lẽ anh sẽ còn đến đó để dạy. Nếu như không thì coi như bỏ đi. Việc cấp bách là trước tiên phải nghĩ cách để giải quyết nhà họ Tô, để Tô Thành Hải nói ra sự thật với Hứa Bích Hoài, sau đó lại giúp Hứa Bích Hoài khôi phục trí nhớ. Anh đi vào bên trong chung cư, nhìn thấy Diêu Hân Du đang lôi kéo Lưu Hiểu Hàm nói gì đó, cửa phòng vừa mới mở ra, hai người lập tức đều dừng lại, quay người nhìn sang phía cửa. Sau khi Lâm Thanh Diện bước vào, Diêu Hân Du nhanh chóng kéo Lưu Hiểu Hàm đứng dậy, trên mặt tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, sau đó đứng ở đằng sau ghế sofa, cố gắng cách xa Lâm Thanh Diện một chút. Lâm Thanh Diện nhìn thấy phản ứng này có hai người bọn họ, anh cũng không nói cái gì cả. Đi thẳng lên trên lầu dọn dẹp đồ đạc của mình, Diêu Hân Du thấy Lâm Thanh Diện đi lên lầu, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó dùng một giọng nói cẩn thận mà nói với Lưu Hiểu Hàm, Tiểu Hàm à, tớ nói cho cậu biết, tất cả đều là sự thật hết đó, cái tên này đã đánh mấy người của nhà họ Tô, cái này chính là tớ đã tận mắt nhìn thấy, cậu cảm thấy nhà họ Tô sẽ bỏ qua cho anh ta không đây? Lưu Hiểu Hàm nhíu mày nhìn Diêu Hân Du, lên tiếng nói, nhưng mà tớ vừa mới nghe thấy Lâm Thanh Diện vừa mới đóng góp 3.000 tỷ cho trường học của chúng ta đó, người giống như anh ta sao lại vô duyên vô cớ đánh người được chứ, cái thằng cha đó góp 3.000 tỷ cho trường học không phải là giả,
nhưng mà đây cũng chính là nguyên nhân để anh ta ra tay với người nhà họ Tô. Anh ta cảm thấy là mình có chút thân thế, cho nên căn bản cũng không đặt người của nhà họ Tô vào trong mắt. Hôm nay người của nhà họ Tô đến tìm anh ta để nói chuyện, kết quả là anh ta không phân biệt tốt xấu liền bắt đầu tán cho người ta một bàn tay, đánh phải gọi là thảm luôn á. Đúng rồi, lúc đó tớ còn chụp một tấm hình nữa. Diêu Hân Du nói xong thì lấy điện thoại di động của mình ra cho Lưu Hiểu Hàm xem thử. Ở bên trên đúng là hình ảnh Lâm Thanh Diện đánh Hổ Phách một bàn tay. Thật ra thì Diêu Hân Du còn lén lút quay video lại. Chỉ có điều là video có âm thanh. Nghe xong thì liền biết Lâm Thanh Diện không phải vô duyên vô cớ đánh người. Cho nên Diêu Hân Du cũng không có ý định cho người khác xem đoạn video đó. Lưu Hiểu Hàm nhìn thấy tấm ảnh đó, trên mặt cũng lộ ra một vẻ mặt không thể tin tưởng được. Không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại thật sự ra tay đánh người. Không tin được Lâm Thanh Diện lại là loại người này. Lưu Hiểu Hàm lẩm bẩm một câu. Cho nên nói chúng ta không thể để cho anh ta tiếp tục ở đây được nữa. Bây giờ anh ta đã chọc phải nhà họ Tô rồi. Cho dù anh ta có bỏ ra 3.000 tỷ thì cũng không thể nào so sánh với nhà họ Tô được. Người của nhà họ Tô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta dễ dàng như vậy đâu. Nói không chừng là hai người chúng ta cũng bởi vì ở chung với anh ta mà bị liên lụy nữa đó. Cái thằng cha này chính là loại người đó, cậu cũng phát hiện là thái độ của anh ta đối với cậu và tớ là hai loại khác nhau, cái này nói rõ anh ta có âm mưu với cậu, anh ta lại là một tên tùy tiện ra tay đánh người, để anh ta tiếp tục ở cùng với chúng ta, đây chính là một tai họa ngầm lớn lắm đó. Lưu Hiểu Hàm đã bị Diêu Hân Du thuyết phục, bây giờ cô ta cũng cảm thấy ở cùng một chỗ với dạng người giống như Lâm Thanh Diện là có chút nguy hiểm, cho nên nhẹ gật đầu với Diêu Hân Du. Dù sao thì cô ta cũng đã chứng kiến thân thủ của Lâm Thanh Diện, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự muốn làm gì với hai đứa con gái bọn họ, hai người bọn họ căn bản cũng không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Nhìn thấy Lưu Hiểu Hàm đã thay đổi thái độ, trong lòng của Diêu Hân Du cũng cười thầm, nói tiếp, cậu đã đồng ý, vậy thì chờ một lát nữa chúng ta nói rõ ràng với anh ta đi, kêu anh ta dọn khỏi chỗ này. Không qua bao lâu, Lâm Thanh Diện liền dọn dẹp xong đồ của mình, bước xuống từ trên lầu, anh cũng không có quá nhiều đồ cần mang theo, chỉ cần mang theo một vài thứ cất vào trong ba lô, cầm đi xuống. Diêu Hân Du nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi xuống, hít sâu một hơi, đi về phía của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, tôi với Tiểu Hàm đã thương lượng xong rồi, anh ra tay đánh người của nhà họ Tô, chắc chắn là nhà họ Tô sẽ không bỏ qua cho anh đâu, để anh tiếp tục ở đây, hai người chúng tôi chắc chắn cũng sẽ bị anh làm cho liên lụy. Cho nên hai người chúng tôi quyết định mời anh dọn ra ngoài, hai chúng tôi là con gái, nếu như anh còn có chút lương tâm thì đồng ý yêu cầu của chúng tôi đi. Diêu Hân Du mở miệng nói, Lâm Thanh Diện vốn dĩ muốn nói với hai người bọn họ anh sắp rời khỏi nơi này rồi, không ngờ đến Diêu Hân Du còn gấp gáp hơn cả anh, trực tiếp đuổi anh đi. Anh quay đầu nhìn Lưu Hiểu Hàm một chút, phát hiện ánh mắt của Lưu Hiểu Hàm nhìn về phía mình đã xảy ra biến hóa, trong đôi mắt vốn dĩ trong trẻo, lúc này đã nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, lóe lên sự ghê tởm và ghét bỏ. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Diêu Hân Du lại nói gì đó với Lưu Hiểu Hàm. Nhớ đến ngày hôm nay mình bị Hứa Bích Hoài chất vấn, bây giờ Lưu Hiểu Hàm cũng thay đổi thái độ với anh. Loại cảm giác bị hiểu lầm này khiến cho trong lòng của Lâm Thanh Diện không mấy dễ chịu. Nhưng mà dù sao anh cũng sắp rời khỏi nơi này, cho nên anh cũng không muốn phải giải thích cái gì. Anh nhìn thẳng vào Diêu Hân Du, mở miệng nói, tôi cũng đang muốn nói với các người một tiếng, bây giờ tôi muốn rời khỏi chỗ này, căn nhà này là do đàn chị Thanh Hằng đã thuê giúp cho tôi, làm phiền hai người thông báo với cô ấy một tiếng. Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện thì đều giật mình, không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại chủ động muốn đi. Hừ, coi như anh cũng biết thân biết phận, tôi sẽ nói với đàn chị Thanh Hằng, anh đi nhanh lên đi, sau này cũng đừng có trở về đây nữa. Sau khi Diêu Hân Du kịp phản ứng, chỉ còn lại vui vẻ, Lâm Thanh Diện cũng không do dự cái gì nữa, đeo ba lô trên lưng rồi đi ra khỏi nhà. Diêu Hân Du nhanh chóng đi đến đóng cửa lại, sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm với Lưu Hiểu Hàm, lên tiếng nói, cuối cùng cũng đã đưa tiễn cái tên ôn thần này đi rồi. Cô ta đi đến ghế sofa ngồi xuống, nói chuyện có bài bản hẳn hoi, chắc là cái tên này biết mình đã gây ra họa lớn, cho nên đây là đang dự định chạy trốn. Loại người này quả thật lúc nói khoác thì quên mất mình có phân lượng bao nhiêu, sau đó có hối hận như thế nào cũng vô dụng thôi. Lưu Hiểu Hàm bất đắc dĩ thở dài, trong đầu không suy nghĩ tới Lâm Thanh Diện nữa, chỉ coi như trước đó mình có chút ảo tưởng với Lâm Thanh Diện,
đầu óc bị trúng gió. Rễ quý trời cho, chương 551, tri kỷ, trước tòa cao ốc Lam Khấu, lúc này trời đã nhá nhem tối, đường xá đông đúc, mà cả tòa cao ốc Lam Khấu cũng không có mấy nơi còn sáng đèn, hầu hết mọi người đã về nhà, chỉ còn một số người trực ban. Lâm Thanh Diện đứng trước cửa tòa cao ốc Lam Khấu, thấy cửa đã khóa, có chút trầm tư, vốn dĩ không muốn nói với Thư Hân, bản thân trực tiếp đến công ty của cô ta tìm một chỗ để ngủ, như vậy cũng bớt đi một chút phiền phức. Nhưng sau khi đến đây, Lâm Thanh Diện mới nhớ ra, mình không có chìa khóa công ty của Thư Hân. Lúc trước, Lâm Thanh Diện cũng đã từng yêu cầu Thư Hân đưa chìa khóa cho mình, Thư Hân cũng nói sẽ đưa cho Lâm Thanh Diện một bộ, nhưng sau đó không có động tĩnh gì. Bây giờ nghĩ lại, điều này rất có khả năng là Thư Hân cố ý. Bất lực thở dài một tiếng, Lâm Thanh Diện lấy điện thoại ra, gọi cho Thư Hân, tôi đang đứng trước cửa công ty cô, không có chìa khóa, cô nhờ ai đó đưa chìa khóa qua đây cho tôi đi. Lâm Thanh Diện nói, đầu bên kia điện thoại có tiếng nhạc ồn ào, và tiếng mọi người đang lớn tiếng nói chuyện, giọng nói tê tê dại dại của Thư Hân vang lên, tôi đang xã giao, không rời đi được, anh đến chỗ tôi đi, nếu không tôi cũng không đi được, quán karaoke Hoàng Triều, phòng bao xa hoa nhất. Thư Hân nói xong, không cho Lâm Thanh Diện cơ hội lên tiếng, đã cất điện thoại. Lâm Thanh Diện nghe thấy tiếng tút tút tút, lại thở dài, gần đây lúc nào cũng thở dài, giống như một ông già vậy, bật cười tự giễu cợt mình, anh quay người đi đến bên đường, bắt xe đi đến quán karaoke Hoàng Triều. Không lâu sau, chiếc taxi đã dừng trước cửa quán karaoke Hoàng Triều, sau khi Lâm Thanh Diện xuống xe đi thẳng vào trong, sau khi hỏi nhân viên phục vụ phòng bao xa hoa nhất ở đâu, đi thẳng đến đó, anh muốn lấy chìa khóa từ chỗ Thư Hân, sau đó quay lại tòa cao ốc Lam Khấu, nên gọi điện thoại cho Thư Hân nói là anh đã đến rồi, bảo cô ta đưa chìa khóa ra. Thư Hân nói cô ta đã uống say, mấy người uống rượu cùng cô ta đều là những người đàn ông trung niên mập mạp, cô ta sợ lát nữa bản thân không còn trụ được nữa sẽ bị lợi dụng, nhất định bắt Lâm Thanh Diện đi vào phòng bao, nếu không cô ta sẽ không đưa chìa khóa cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện chỉ có thể đẩy cửa phòng bao đi vào. Trong phòng bao, ánh sáng lập lòe đủ màu, âm thanh in tai nhức óc, ngồi bên trong đều là những người thành công theo nghĩa đen, có đàn ông, có phụ nữ. Thư Hân là người nổi bật nhất trong số đó. Lâm Thanh Diện vừa đi vào đã nhìn thấy cô ta ngồi giữa sofa, mấy người đàn ông trung niên ở bên cạnh đều đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô và mỉm cười. Lâm Thanh Diện vừa đi vào, người ở bên trong phòng bao đã lập tức quay đầu nhìn anh, rất rõ ràng mọi người đều không quen người này, trên khuôn mặt đều hiện lên sự ngạc nhiên. Thư Hân đứng dậy, mỉm cười đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, nói, giới thiệu với mọi người, đây là bạn. Thư Hân muốn nói Lâm Thanh Diện là bạn trai của cô ta, trước khi Thư Hân nói ra mấy từ đó, Lâm Thanh Diện đã trừng mắt với cô. Thư Hân cũng rất biết điều, lập tức sửa lại, tri kỷ. Mấy người đàn ông trung niên ngồi trên sofa lúc nghe thấy từ đầu tiên mà Thư Hân nói ra, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, nhưng đợi Thư Hân nói xong, lại ôn hòa trở lại. Lâm Thanh Diện có chút không nói nên lời liếc nhìn Thư Hân, không ngờ mình lại trở thành tri kỷ của Thư Hân. Thư Hân nắm lấy cánh tay của Lâm Thanh Diện, kéo Lâm Thanh Diện ngồi xuống sofa. Lâm Thanh Diện lịch sự chào hỏi với mấy người trong phòng bao, hôm nay đã bị Thư Hân lừa đến đây, muốn rời đi là điều không thể nào. Vì vậy chỉ có thể miễn cường ở đây đợi buổi xã giao của Thư Hân kết thúc. Đúng lúc anh vì bị người khác hiểu nhầm mà trong lòng cảm thấy có chút buồn bực, nên ở đây uống rượu để giải tỏa tâm trạng. Người bạn tri kỷ này của tôi khá nhút nhát, không giỏi giao tiếp, nên hy vọng mọi người có thể thông cảm một chút. Anh ấy đến đây là vì sợ tôi uống say không về được, nên cố ý qua đây đón tôi. Tôi thay anh ấy cạn một ly trước, hết ly này, mọi người cứ tùy ý nha. Thư Hân nói với mọi người một câu, sau đó cầm cốc rượu trước mặt lên, một hơi uống cạn. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ nói cười cười của cô với mọi người, trong lòng không khỏi khâm phục năng lực xử lý các mối quan hệ của Đào Hạng Sang. Xem ra Lâm Trung Thiên chọn Thư Hân là người phụ trách của thành phố T, quả nhiên không phải là không có lý do. Lâm Thanh Diện cứ ngồi bên cạnh Thư Hân như vậy, nhìn Thư Hân xã giao với những người ở trong phòng bao. Trong cuộc trò chuyện của bọn họ, Lâm Thanh Diện cũng nghe ra, những người này có lẽ đều là khách của Lam Khấu, hôm nay bọn họ đã bàn thành công một vụ làm ăn, nên đến đây uống rượu ăn mừng. Mấy người đàn ông trung niên kia không ngừng tìm đến Thư Hân để kính rượu, Thư Hân không có một ngoại lệ nào, toàn bộ đều uống hết.
sau khi uống xong cũng lại giống như người bình thường, khiến Lâm Thanh Diện thật sự bái phục tửu lượng của Thư Hân. Có thể là vì Thư Hân tỏ ra khá thân thiết với Lâm Thanh Diện, nên mấy người đàn ông trung niên đầu trọc ngồi bên cạnh Thư Hân có chút bất mãn, nên cầm ly rượu lên để mời rượu Lâm Thanh Diện. Tiểu huynh đệ, cậu cũng đừng ngồi lì ở đây, cùng chúng tôi uống rượu đi, cậu có thể làm bạn tri kỷ của Thư Hân, chắc hẳn cũng là một người có tài. Kẻ hèn này bất tài, là lão tổng của công ty mỹ phẩm Phân Phương, Quách Kiện, đã có cơ hội gặp mặt, chi bằng chúng ta kết bạn, làm quen với nhau. Lâm Thanh Diện cầm cốc rượu lên, đáp lại người đàn ông kia, sau đó uống cạn ly rượu. Quách Kiện thấy Lâm Thanh Diện uống rượu, cũng không do sự, lập tức uống hết ly rượu của mình, giống như muốn thăm dò Lâm Thanh Diện, hỏi, không biết tiểu huynh đệ hiện đang làm gì, mở công ty hay là đầu tư, không làm gì cả, trước mặt cũng chỉ được xem là một kẻ lang thang vô công rỗi nghề. Quách Kiện nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, trong mắt lập tức lóe lên sự khinh thường. Lúc nãy ông ta thấy Lâm Thanh Diện ăn mặc rất bình thường, bây giờ nghe thấy Lâm Thanh Diện nói mình là kẻ lang thang, vô công rỗi nghề, ông ta không hề nghi ngờ. Ha ha, tiểu huynh đệ thật sự biết nói đùa mà, nếu như cậu thật sự là kẻ lang thang, vô công rỗi nghề, sao có thể trở thành tri kỷ của Thư Hân chứ? Quách Kiện cười, cảm thấy mặc dù Lâm Thanh Diện là tri kỷ của Thư Hân, nhưng lại không có tài cán gì, nên cũng không có nhiều sự uy hiếp, lập tức không đem anh đặt vào mắt. Lâm Thanh Diện cười, không nói gì, một nhóm người tiếp tục nói chuyện, không lâu sau, chủ đề lại xoay quanh những mỹ nữ của thành phố T. Thư Hân với tư cách là đóa hoa giao thiếp có tiếng ở thành phố T, đương nhiên có thể xếp vào top đầu. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Quách Kiện lộ ra một nụ cười gian xảo nói, sự xinh đẹp của Thư Hân, đương nhiên không cần phải nói, nhưng nếu muốn nói đến trong sáng, dịu dàng, gần đây tôi thật sự có phát hiện ra một người. Cô chủ lớn của nhà họ Tô mới xuất hiện gần đây, xinh đẹp như vậy, chắc chắn là xếp số một nha. Mấy người lập tức gọi thêm rượu, bắt đầu nói về cô chủ mà mình đã từng gặp qua kia. Có thể là vì uống rượu, Quách Kiện nói chuyện cũng không hề kiêng dè, thậm chí còn mang theo một chút màu sắc nói. Trong đời này, những người phụ nữ mà tôi gặp qua không phải là con số ít, duy nhất chỉ có cô chủ nhà họ Tô kia là chưa từng thử qua, cũng không sợ mọi người chê cười. Thực ra tôi đã từng nghĩ đến cảnh tượng đè cô chủ nhà họ Tô kia xuống giường từ rất lâu rồi. Ông ta nói xong, mấy người đàn ông trong phòng bao đều cười cười, mà những người phụ nữ kia cũng che miệng cười. Mọi người đều là người trưởng thành, rượu vào, nói những lời như vậy cũng là điều dễ hiểu, nhưng bọn họ không chú ý đến. Lâm Thanh Diện lúc này, vẻ mặt đã lạnh như băng, một luồng sát khí từ trong mắt anh phóng ra. Thư Hân biết cô chủ nhà họ Tô kia chính là người mà Lâm Thanh Diện muốn tìm, cũng biết rõ địa vị của người kia trong lòng của Lâm Thanh Diện, vì vậy vội vàng nói với Quách Kiện, Tổng Giám Đốc Quách, ở đây có nhiều phụ nữ như vậy, ông đừng nói những lời như vậy. Quách Kiện cười ha ha một tiếng, nói, thế thì sao, đều đã trưởng thành, nói là hiểu, nói thật, cô chủ nhà họ Tô kia, thật sự, ông ta vẫn chưa nói xong, một bàn tay đã xuất hiện, đánh vào mặt ông ta.